Chào anh Hòa, chào bạn Kiều Ngọc Anh nhé, chào bạn Hiếu Nguyễn, chào bạn Dương Toàn, Toàn Dương Duy ạ. Chào anh Chào Lê Quang Trung, mọi người. chào tất cả mọi người nhé. Chào Hòa nhá, chào cả nhà. Lâu lắm mới tham gia được, đợt vừa rồi bận quá. Và em dành một chút thời gian để hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người học các kiến thức đang nhé. Tức là tất cả những anh chị mới thì hiện tại các cái kiến thức cơ bản về các cái tài sản ấy, các tài sản tài chính ấy, thì Hòa cũng có để ở đặt ở trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official rồi đây. Ở trên này nó khá là nhiều đấy, khá là nhiều thông tin để học cơ bản đấy. Ví dụ như anh chị muốn học về trái phiếu này, về quỹ này, hay là về cổ phiếu thì ở đây Hoàng cũng sắp xếp các cái bài từ 1 đến hai mấy rồi đấy. Thì mọi người có thể vào đây mọi người học nhé. Và để trải nghiệm một cái quỹ cụ thể, chẳng hạn quỹ chủ động này hay là quỹ thụ động này, ETF này, hay là trái phiếu này, hay là một cổ phiếu ví dụ như MBB chẳng hạn. Đấy thì Hòa cũng có chia sẻ những cái trải nghiệm ở trên này và những cái phân tích đánh giá ở trên này để cho anh chị tham khảo. Tinh thần là mọi người sẽ tự học là chính. Và tất cả những cái liên quan đến TCBS ấy, thì nó nằm ở đây. Đấy, nó nằm ở trên này này. Đầu tư tài sản tại CBS. Cái tinh thần là mình sẽ học là tự học là chính. Đấy. Chứ nếu mà mọi người không tự học ấy, thì mình sẽ không có khả năng tự ra quyết định đâu. Nên là Hòa thì mong muốn là mọi người tự ra được quyết định ấy. Cố gắng để tự quyết định được. Sợ nhất là khi mình giao tiền của mình và mình nghe theo người khác ấy. Thế là mình tự quyết định được, mình cover được cái rủi ro thì cái rủi ro của cái tài sản mình đầu tư ấy, mình cover được bao nhiêu thì cái rủi ro mất tiền của mình nó sẽ giảm đi bấy nhiêu. Mình càng biết nhiều thì rủi ro mất tiền của mình nó sẽ càng giảm đi. Chưa nghĩ đến việc là kiếm được tiền hay không nhá. Mình chưa nói đến việc là kiếm được tiền hay không, mà vào đây mới vào thì nên xác định được một cái tư tưởng là làm nào để đỡ bị mất tiền, làm nào để mất tiền ít nhất đó. Đấy thì mọi người nên học những cái cơ bản. Thực ra thì Hòa cũng cũng làm nó cũng căn bản lắm, học thì nhiều nhưng mà tức là nó về mặt lý thuyết ở thị trường ấy hoặc là đọc luật ấy, thì nó phức tạp lắm, nhiều các từ ngữ nó phức tạp ấy, thì Hòa cũng cũng dân dã nó đi rồi. Khá nhiều từ nó dân dã và nó cũng cần thiết cho mọi người thôi. Tức là những cái gì cần thiết cho cái góc nhìn của nhà đầu tư ấy, thì bản thân Hòa cũng là nhà đầu tư. Nên là mình cũng nhìn từ nhà đầu tư thôi. Cái góc nhìn là mình cần cái gì thì mình học cái đó. Mình cần quan tâm tới cái gì thì mình học cái đó thôi. Đấy. Còn ở trên 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 group ấy thì mọi người thấy là có cái phần ghi chú này. Mọi người thấy không? Có cái phần ghi chú này. Đấy. Thì trên này nó có tất cả những cái tài liệu liên quan đến hướng dẫn nhá. Đấy. Hoặc là mọi người có thể là inbox để mà hỗ trợ những cái gì cần gấp ấy. Hoặc cái gì cần tư vấn thì mọi người có thể inbox qua cái Zalo này. Đấy, để mình vào Meet để mình sẽ tư vấn. Và các cái buổi tối thì Hòa sẽ có những cái buổi thứ ba và thứ năm như thế này để giải đáp tất cả những cái vướng mắc của mọi người ấy. Và có thể là có những cái kiến thức Hòa sẽ chia sẻ với mọi người về về tiền bạc này, hay về tài chính cá nhân đó, hay về đầu tư các cái tài sản tài chính này. Và mọi người cũng có thể đăng ký một cái quyển ebook mà Hòa cũng viết về gọi là tài sản dòng tiền online ấy. Đấy. Thì trong quá trình mà Hòa trải nghiệm về tất cả những cái tài sản thì Hòa cũng có chia sẻ trên này.
Mọi người học về các tài sản này thì mọi người sẽ được hệ thống hóa các tài sản thì mọi người có thể đăng ký ở đây nhé. Đấy. Đăng ký ở cái form này này thì Hòa sẽ gửi email cho mọi người check mail. Đấy. Còn ở dưới này nó sẽ là các cái hướng dẫn để nộp tiền này, nạp tiền vào TCBS và cái link để mà gặp tư vấn viên của TCBS họ hỗ trợ cho mình. Hòa cũng nhấn mạnh lại là nhiều khi là có những cái mà Hòa không thể vào được hệ thống để mà xem được tài khoản của mọi người đâu, mà chỉ có bên nhân viên của công ty chứng khoán ấy. Đấy, mọi người ta mới xem được. Thì là mình phải chat với cả các bạn Facebook nhé, chat với các bạn Facebook, và nhiều anh chị lại không chưa biết chat để gặp các bạn tư vấn viên. Đây Hòa lấy ví dụ như này này, mình vào cái link Facebook nhé, ở trên Zalo ấy, xong mình gửi tin nhắn cho họ này, thì ở đây ấy, là nó sẽ hiện ra rất nhiều các cái hướng dẫn đúng không? Thì mình ấn vào cái mũi tên này này, đấy, đến khi mà nhìn đến cái chỗ là gặp tư vấn viên ấy. Đấy, đây này, anh chị thấy không? Gặp tư vấn viên này, thì mình ấn cái gặp tư vấn viên này thì mình sẽ gặp được các bạn để hỗ trợ cho mình. Còn các cái vấn đề vướng mắc ở phía trước ấy, thì nếu mình trả lời được rồi thôi, họ cũng cũng tổng hợp cho mình các cái vướng mắc mà thường gặp ấy, thì mình trả lời được thì thôi. Còn không thì mình sẽ gặp tư vấn viên để mình hỏi hỏi đáp. Thì hỏi trên này thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ cho mình nó rõ hơn. Đấy, các bạn ấy sẽ xem được trên hệ thống, ví dụ như là tiền của mình tại sao lại chưa nạp vào, hay là nó gặp lỗi gì. Đấy, hay là tại sao cổ phiếu của mình lại khớp lệnh rồi mà lại chưa thấy ở trên tài sản, đúng không? Đấy, nó nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống. Thì mọi người chat với các bạn ấy thì các bạn ấy sẽ trả lời dễ hơn. Còn Hòa sẽ hỗ trợ cho mọi người về mặt kiến thức. Đấy, hiểu biết về những cái liên quan đến các tài sản. Rồi cách thức giao dịch thì các cái mẹo, các cái hướng dẫn để giao dịch cho mình an toàn nhất. Đấy, mọi người hình dung như thế để mà khi mà chúng ta tương tác ấy, cho nó dễ. Đấy, và mọi người cũng 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 tiết kiệm thời gian. Mình hỏi đúng người ấy, thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian để trả lời, giải đáp những cái vướng mắc của mình. Đó. Thì cái nhóm ở đây ấy, là mình sẽ tập trung vào việc là tích lũy tài sản. Nhóm nhóm Zalo mà chúng ta sẽ theo đuổi ở đây tập trung vào tích lũy tài sản và nâng cao các cái kiến thức đầu tư cho mình. Nó sẽ là một cái kỹ năng ấy. Nó là kỹ năng cả đời, kỹ năng tài chính là một kỹ năng cả đời. Thì mọi người phải xác định nó như thế, chứ không phải là mình vào một thời gian mình chộp giật một thời gian xong mình thoát ra khỏi thị trường ấy thì mình nó phí. Tất nhiên là có nhiều người cũng được, ví dụ như năm ngoái mọi người có nhiều anh chị vào một cái trend đấy, xong mọi người kiếm được, xong mọi người đi ra, xong mọi người thôi, mọi người chả để ý nó nữa thì nó chụp giật thôi thì nó cũng được, nhưng mà nó phí được. Tức là mình mất cái cơ hội để mà tạo ra như, một cái kênh mà có thể làm việc thay cho mình. Đấy, mình mất đi một cái cơ hội học được một cái kỹ năng là tiền đẻ ra tiền. Đấy, thì Hòa cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ gắn bó được với cái kênh đầu tư tài chính để mà giúp cho mọi người sớm chuyển dần trạng thái từ thu nhập và chủ động sang thu nhập và bị động. Đó. Nếu anh chị các bạn chưa đăng ký kênh YouTube Tiền Của Tôi Official thì anh chị có thể ấn vào cái nút đăng ký này, này. Đó. Và nếu anh chị muốn nhận nhiều hơn các cái video mới nhất mà Hòa đăng vào thứ ba hàng tuần hoặc là một ngày nào đó trong tuần, nếu mà Hòa thấy là nhiều người quan tâm thì anh chị có thể ấn vào nút chuông này, này thì sẽ có các cái thông báo mới nhất dành cho anh chị các bạn. Và nếu mỗi một video mà anh chị thấy hay thì anh chị có thể click vào tặng Hòa một cái like, thì YouTube họ sẽ lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa. Đó. Ngoài ra ấy, thì trên cái kênh mà nghe ấy, tức là anh chị có thể là lắng nghe cái
chia sẻ của Hòa. Đấy, ngoài là xem thì anh chị có thể nghe được, anh chị có thể đi tập thể dục này, hay là trước khi đi ngủ, hay là nấu cơm rửa bát mình có thể nghe được. Đó thì chính là cái kênh tâm sự tài chính. Anh chị chỉ cần vào mục tìm kiếm gõ tâm sự tài chính, Hòa có post ở trên cả điện thoại iPhone là cái kênh Apple Podcast này này. Đấy. Và Spotify anh chị nhá. Thì đây là Spotify này, anh chị tải cái ứng dụng Spotify về anh chị nghe thôi, đúng không ạ? Nó khá là nhiều này. Đấy, hoặc trên cái ứng dụng Apple Podcast thì anh chị cũng có thể là nghe được. Đấy, anh chị ấn vào đây, đúng không ạ? Thì nó cũng hiện ở đây, đây. Trên iPhone là nó khá là tiện cho anh chị để anh chị lắng nghe, hoặc là anh chị có thể vào cái phần tìm kiếm này, anh chị gõ chữ tâm sự tài chính này. Đấy, nó sẽ ra được không ạ? Khá là nhiều những tư duy về tiền bạc và về nghề nghiệp mà có chia sẻ ở trên này. Ngoài ra thì có nhiều anh chị thích đọc ấy, thì anh chị cũng có thể vào cái blog nhé, tiền của tôi.vn để đọc nhé. Hòa nói rất nhiều về tiết kiệm, về đầu tư, về tài sản dòng tiền, về hướng dẫn đầu tư, hoặc là các cái khóa học miễn phí ở trên này anh chị nhé. Đó. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành rất nhiều những cái thời gian quý báu của mình để mà lắng nghe những cái chia sẻ của Hòa, cũng như là tham gia những cái buổi học miễn phí trên nhóm Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn nha.